Thôi, tôi ghét ban nhạc. Học cái gì không? Tên là gì? Sao của Nhung? Chiều rồi kè là gì không mày này? Miễn Sơn Hiếu. Mời tao vào trang để tao báo chí. Đăng ký, đăng ký. Không, Nhung, Sơn Hiếu, giải trí. Mày không đăng ký vào. Sắp chéo anh đâu em, Tao không có. Tao có YouTube, tao có kênh YouTube. Đây là kênh gì nhỉ? Kênh gì ở tao mà bài ta? YouTube, đúng rồi, YouTube. Sắp chéo ấy. Hê Nhan Vang. Sơn Hiếu ơi. Trong đây phải lâu rồi. Thế nhân văn. Đúng rồi, đây là trang của bác ạ. Thế nhân văn. Bác có làm nhiều không? Đối diện cái màu đỏ là màu gì ấy nhở? Để vàng đúng không? Vàng, đúng rồi. Vàng. Không biết. Okay. À, đây rồi. Các bạn, 1.000. Các bạn bị thành tạo lắm nhỉ? Wow. Gấp. Ui. Nó kỳ 1.000 video. Nó kỳ đi. Thật luôn. Ui. Bác được nhiều rồi. Nhiều ấy. Con nào nhưng nhỏ. Bác quay thế nào từ năm nào? 8 năm, 8 năm. Bi nhí. Từ 2010, 8 năm. Nhưng mà nhìn Nhung, Nhung buồn cười, nhìn Nhung không có lỗi để chui. Ôi đấy chứ để, tức tắc để Nhung tao. Nhung ơi, cậu đâu rồi? Tao làm mãi có 200 video. Hơi nhỏ bác còn buồn cười hơn. Nhung bị có phút này cười hơn một cái xíu rồi. Đẹp dai rồi Nhung ạ. Nhung ạ, bị phút nhiều quá Nhung ạ. Lại ra đá cổng. Nhung ơi, bác này. Thế nhưng mình khám phá ra bao nhiêu điều. Mình dạy Nhung nhảy. Thế là phim của bác, không phải phim của Hồng Nhung không? Hồng Nhung. Hồng Nhung làm sao có cái kỹ năng mà quay phim đẹp như thế? Ui trời ơi. 200 tổng cộng là 294.000 lượt xem. Nhảy nữa đẹp. Ôi ơi.